Sau khi phát hiện hai ca nhiễm COVID-19 là công nhân làm việc tại công ty Luxshare ICT sinh sống ở tổ dân phố Mi Điền 3 và tổ dân phố Ninh Khánh, thị trấn Nánh, huyện Việt Yên, lực lượng chức năng của tỉnh Bắc Giang đã khẩn trương điều tra, truy vết, lập chốt kiểm soát và lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần toàn bộ người dân trên địa bàn. Mục tiêu đề ra là ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan nhiễm rộng. Thưa quý vị, đây là lần thứ 2 trong vòng 3 ngày phải tầm soát xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ người dân và công nhân ở trọ tại Mi Điền 3, thị trấn Nánh. Bởi tại đây phát hiện một ca F0 liên quan đến xưởng D của công ty Luxshare ICT. Như quý vị thấy thì lúc này công tác lấy mẫu xét nghiệm đang diễn ra rất là tập trung và khẩn trương. Tuy nhiên vẫn đảm bảo các quy tắc phòng chống dịch. Sau khi có ca F0 xuất hiện trên địa bàn, được sự quan tâm hướng dẫn của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch của huyện và các cơ quan chức năng của huyện và Ban chỉ đạo thị trấn Nánh đã triển khai cái việc phong tỏa kịp thời hai cái khu nhà trọ, truy vết nhanh các F liên quan đến ca F0 này. Và trên cơ sở đó thì triển khai đến tổ COVID cộng đồng của tổ phố Mi Điền 3, tuyên truyền vận động nhân dân cùng truy vết với Ban chỉ đạo của thị trấn. Qua rà soát sơ bộ, lực lượng chức năng đã truy vết được 60 F1, hơn 300 F2 có liên quan đến 2 ca dương tính trên địa bàn thị trấn. Liên quan đến ổ dịch tại tổ dân phố Mi Điền 3, lực lượng chức năng đã lấy mẫu lần 1 cho kết quả âm tính và dự kiến lấy mẫu lần 2 cho gần 1,3 nghìn mẫu gộp 10. Tổ COVID cộng đồng và mọi cái đoàn thể vào cuộc để phòng chống dịch, tuyên truyền người dân là hãy không được hoang mang, bình tĩnh, và kể cả công nhân, mọi người là rất ủng hộ. Nên chúng tôi cũng rất yên tâm về đợt dịch lần này, là người dân sẽ đồng tình, là sẽ khống chế, đẩy lùi cái dịch bệnh lần này. Với sự vào cuộc quyết liệt, thần tốc của các cấp, cùng việc đẩy nhanh các biện pháp xét nghiệm, truy vết, áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp cách ly, phong tỏa, huyện Việt Yên quyết tâm cắt đứt chuỗi lây nhiễm, khống chế dịch bệnh trong thời gian sớm nhất. Sáng hôm nay, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã họp trực tuyến về tình hình triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tại cuộc họp, tỉnh Đồng Nai cho biết là đã giải phóng mặt bằng xong hơn 3.800 ha đất, đạt 76,8%. Diện tích còn lại còn một số vướng mắc do đất đai mua bán bằng viết tay, đất còn khiếu kiện, nhưng tỉnh Đồng Nai quyết tâm sẽ hoàn thành thu hồi đất trong năm nay. Tỉnh cũng đang khẩn trương tiến hành bố trí tái định cư cho hơn gần 5.200 hộ dân trong năm nay và đang tiến hành hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, chuyển đổi nghề, tìm việc làm. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cũng cho biết hiện đã rà phá bom mìn được hơn 1.100 ha, bằng 95% kế hoạch. Khối lượng còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 12 tới. Khẳng định mục tiêu hoàn thành Cảng hàng không quốc tế Long Thành đúng tiến độ vào năm 2025. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu tỉnh Đồng Nai gấp rút hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, giải quyết mọi vướng mắc còn tồn tại. Tổng công ty hàng không Việt Nam cũng cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, các công trình chính cũng cần lập hồ sơ mời thầu cụ thể, chi tiết và phù hợp với sự phát triển hiện nay. Đơn cử như xây dựng đường băng, nếu trước đây mất 36 tháng, thì với các công nghệ mới chỉ cần 12 cho đến 15 tháng là hoàn thành. Chính vì vậy, cần có những bổ sung chỉnh sửa kịp thời để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành. Nhiều địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long đã ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 trong ngày lên hàng trăm người. Từ 16 giờ ngày 30 tháng 10 đến 16 giờ ngày 31 tháng 10, nhiều tỉnh đã ghi nhận số ca mắc cao nhất từ trước tới nay, như Bạc Liêu là 415 ca, An Giang 342 ca, Kiên Giang 295 ca. Trong đó có những ổ dịch xuất hiện trong các nhà máy xí nghiệp với số lượng lớn F0. Một loạt các địa phương tại khu vực này đã đưa ra các giải pháp siết chặt công tác phòng chống dịch, trong đó có tỉnh Sóc Trăng sẽ chuyển cấp độ dịch từ nguy cơ thấp là vùng xanh sang cấp độ nguy cơ trung bình là vùng vàng kể từ 12 giờ ngày 2 tháng 11. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố cho phép tiêm mũi vaccine thứ 3 ở nhóm người có nguy cơ cao. Nhóm đối tượng này bao gồm là người có bệnh lý nền, người cao tuổi, người thừa cân béo phì và lực lượng tuyến đầu chống dịch. Dự kiến chiến dịch tiêm chủng mũi 3 sẽ diễn ra trong 2 tháng cuối năm. Đây là mũi tiêm nhắc lại với những người đã tiêm đủ 2 mũi sau 6 tháng đến 1 năm, tùy loại vaccine, không phải mũi tăng cường. Theo kế hoạch tiêm chủng, từ nay đến cuối năm, thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai tiêm vét mũi 1, mũi 2 cho người trên 18 tuổi. Cuối tháng 11, thành phố sẽ tiêm mũi 2 cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Trong năm 2022, thành phố dự kiến tiêm mũi 1 và mũi 2 cho trẻ từ 3 tuổi trở lên. Đồng thời, ngành y tế tiêm mũi 3 và mũi 4 cho người đủ thời gian theo quy định của Bộ Y tế. Từ hôm nay, các trường học trên cả nước sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 1 năm học 2021-2022.
Tại những nơi học sinh đang học qua trực tuyến và truyền hình thì việc kiểm tra đánh giá sẽ khó hơn so với học trực tiếp, buộc phải sử dụng hình thức trực tuyến để tổ chức kiểm tra. Bên cạnh việc đảm bảo đường truyền, thách thức mới với các trường đó là đảm bảo nghiêm túc, công bằng và đánh giá đúng năng lực học sinh. Do học tập trực tuyến nên theo quy định ở bậc tiểu học, năm học này chỉ kiểm tra đánh giá giữa kỳ đối với học sinh lớp 4, 5. Nếu mà so với cái hình thức kiểm tra trực tiếp thì nó không thể chuẩn xác, chính xác bằng, nó cũng là ở mức độ tương đối. Hầu như các con lớp 5 thì đều có ý thức tự giác rồi, cho nên là cái việc mà cái vi phạm thì các con cũng hạn chế rất là nhiều. Nhưng cái khó khăn lớn nhất đó là cái hệ thống đường truyền, thế cho nên là chúng tôi cũng đã kết hợp cùng với phụ huynh, cũng yêu cầu phụ huynh kiểm tra, giả soát để làm thế nào đấy để cái bài kiểm tra đạt kết quả tốt nhất. Thế còn nếu như trong buổi kiểm tra học sinh có những cái bất thường thì chúng tôi có thể cho kiểm tra lại. Ở bậc trung học cơ sở, đa số các môn thi theo hình thức trắc nghiệm. Riêng môn ngữ văn và toán thi theo hình thức kết hợp tự luận và trắc nghiệm. Với môn ngữ văn khối 8 và 9 và toán ở khối 9 thì thi tự luận 100%. Các môn thi tự luận được chấm trên phần mềm Azota, bài thi trắc nghiệm được máy tự chấm. Đề thi được ra với các mức độ như nhận biết, thông hiểu và vận dụng. Nội dung kiến thức theo hướng giảm tải, phù hợp với việc tổ chức kiểm tra trực tuyến. Cái kiểm tra đánh giá thì chúng tôi vẫn theo cái nếp của năm trước là kiểm tra trực tuyến thì cũng không có gì mới. Tuy nhiên khối 6 con sẽ vất vả. Các con sẽ phải nắm bắt tất cả mọi cái từ đầu và phải tiếp cận. Bởi vì từ đầu năm đến giờ với học sinh khối 6 là chưa từng được đến trường, chưa được gặp trực tiếp bạn bè và thầy cô. Dầu thì cũng đã cố gắng để mà có thể quan sát được cái hiệu quả cũng như là cái trong cái quá trình làm bài của các con để đánh giá một cách khách quan và chính xác nhất. Nhưng mà thực sự là để đảm bảo nó 100% nó chính xác như cái việc học trực tiếp thì nó sẽ rất là khó khăn ạ. Để đảm bảo tính công bằng, nghiêm túc trong kỳ kiểm tra, các nhà trường đã xây dựng phương án tổ chức thi chi tiết, kỹ lưỡng, yêu cầu học sinh và giáo viên thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, điều này cũng rất cần sự phối hợp giữa phụ huynh, học sinh và giáo viên. Tại Đắk Nông, nhiều tuyến vận tải hành khách ở địa phương này đã được hoạt động trở lại. Tuy nhiên hiện nay số lượng người dân sử dụng xe khách giảm tới gần 90% do mọi người vẫn còn tâm lý lo ngại dịch bệnh, thế nên doanh nghiệp vẫn rất khó khăn để duy trì hoạt động. Bến xe khách liên tỉnh Đắk Nông có 30 đầu xe đăng ký hoạt động tại bến, nhưng từ ngày 26 tháng 10 đến nay chỉ có 3 đầu xe đăng ký hoạt động trở lại. Nhà xe Quốc Đạt sau gần 3 tháng tạm dừng hoạt động mới chỉ đưa vào khai thác tạm thời một tuyến vận tải cố định từ Đà Nẵng đến Đắk Nông và ngược lại. Tuy nhiên, mỗi chuyến trung bình chỉ được vài hành khách, thậm chí có những chuyến xe chạy rỗng ở cả hai chiều. Xuất phát từ hôm là ngày 26, đi trên đường thì bây giờ là doanh nghiệp tôi cũng chạy chỉ có 4-5 khách thôi, mà xe chỉ có 22 phòng, là đi rất không có khách. Nên cái doanh nghiệp của chúng tôi là bù lỗ rất nhiều, cầu mong sao bên ngành y tế là giảm bớt cái Tết, đồng ý Tết, nhưng là một khoảng nào cho nó ít đi, chứ lúc nào đi vào phụ xe và tài xế nó rất nhiều, có khoảng chi phí đó, cho nên cũng là doanh nghiệp bên Quốc Đạt của chúng tôi là rất cũng nhiều khó khăn. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng này là do dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp, nên người dân còn e ngại trong việc đi lại bằng xe khách. Cô vô từ tháng 4 mà rồi mắc kẹt luôn, rồi cũng trăm cho về mà rồi không về được. Hôm nay có xài rồi cô cũng lo sợ lắm, nhưng mà cũng muốn về chứ còn mắc kẹt lâu quá rồi. Rồi được test COVID rồi tiêm được một mũi vaccine rồi. Ở ngoài Đà Nẵng chị về trong đây là trước Tết, nhưng mà bị dịch bệnh chị không trở về Đà Nẵng được. Hôm nay có xe chị đi về, chị trước khi chị về chị cũng tiêm một mũi vaccine rồi, chị test nữa sáng rồi, bây giờ chị lên xe. Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch COVID-19, các nhà xe đều chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch như yêu cầu khách đeo khẩu trang, khử khuẩn, lấy thông tin hành khách. Tuy vậy, hiện nay số lượng người dân sử dụng xe khách vẫn chỉ khoảng 10%. Tần suất là đạt chưa được 10% vì các cái đơn vị vận tải nó rất khó khăn. Chưa có hành khách về, cộng thêm nhiều cái chi phí vận tải nên là cả đơn vị lỗ, nên là thực tế là bến xe hoạt động là chạy chỉ còn tần suất là được 10% trên một ngày.
Theo Bộ Y tế, hiện nay, các tỉnh, thành phố trên cả nước đang ở cấp độ dịch 1, màu xanh bình thường mới và cấp độ dịch 2, màu vàng nguy cơ trung bình. Không có địa phương nào ở cấp độ dịch 3, màu vàng nguy cơ cao và cấp độ dịch 4 là màu đỏ nguy cơ rất cao. Đối chiếu với đánh giá này thì các nhà xe ở Đắk Nông được phép vận chuyển hành khách đi đến với tất cả các tỉnh thành trên cả nước.